hoàn cảnh thì tội lắm. Sao? Tôi quê Bến Tre lên đây mà hả? Mà vợ dọn về đây mới mấy bữa, vợ bỏ đi đi mất tiêu hả? Trời, nó cười cực cưng quá trời. Ước hay gì đây kiên căng hả? Đút sữa ông ạ. Tự qua cửa lại cái gì đi ra cái đứng gầy đó kêu quá gì nữa luôn rồi đó. Nó thiệt luôn á, cho nó điện cho cô những cái động lên clip của con Nguyễn thì trời ơi, làm ơn làm phước đi. Mình sanh ra thì mình tạo ra, mình phải có cái trách nhiệm đi chứ, mình đâu có đổ đùng bây giờ đổ đùng cho xã hội thì sao được. Bà nói đúng phải không, kêu mẹ con về với con đi phải không? Hiện tại thì Phong Nguyễn cùng với anh Tâm Thị Ngọc đang có mặt ở trên Bình Dương của bác anh chị. Thì bữa nay là chi trời nhỏ thắng dữ trời, đang đi tới thăm một cái hoàn cảnh cũng khá đặc biệt của bác anh chị. Anh ơi, xuống đi anh. Thì anh xuống đi, anh lấy đầu đi, xuống đi. Má ơi, hình như là cái anh này điện mình hồi nãy đâu má. Ôi trời ơi, trời ơi, con nhóc nó cười kìa. Sao con, đi xích vô đây. Xích ở đây chút xíu rồi anh. Xích đây cho hổ nè. Trời ơi, nó đi qua anh tìm mình luôn kìa. Trời nhỏ thấy cưng quá trời ta. Chào con, chào con trai. Nói nhiều. À đi phanh tay xuống, gật đầu xuống. Trời. Ờ đâu anh gì con? Đi con. Ờ gưng quá, thôi đi đi vô để nắng em. Đi. Thì để tìm hiểu cái hoàn cảnh này như thế nào á thì xin mời cô chú anh chị, ông bà cô bác cùng theo chân của anh Tâm Thị Ngọc cùng Phong Nguyễn luôn nha. Nàng trai, nước phương. Chúc ông bà cô bác gì đi ba má. Rồi Tâm Ngọc xin chúc ông bà cô bác được nhiều sức khỏe nha. Cùng Tâm Ngọc đi vô thăm cái hoàn cảnh của em trai này. Dạ dạ. Rồi đó. Cô mà nước chưa cạn cái nó ăn được. Đây là cái người anh này là ở trong khu trọ đây. Dạ. Chào cô. Cảm ơn anh. Anh có xe ủng hộ em hả? Dạ dạ. Dạ dạ. Bao nhiêu tuổi rồi cô? Bao nhiêu tuổi rồi? Anh xin ở đây anh. 8 tuổi rồi. Anh xin ở đây anh. À, mà cô bệnh đó chứ. Biết sao không? Hoàn cảnh thì tội lắm. Sao? Nói quê Bến Tre lên. Mà vợ dọn về đây mới mấy bữa, vợ bỏ đi đi mất tiêu đó. Giờ nuôi ai đứa nhỏ đứa 4 tháng đứa 4 tháng mấy với thằng này, nó làm gì đó tiền. Ủa vậy giờ ở đâu nó cho này nè cháu cho chú đi khổ lắm hả cô? Khổ lắm hả, hoàn cảnh anh này khổ khổ lắm thiệt. Không có mặn gì đó tiền hết à. Mới gọi cháu đó, cháu biết số điện thoại của cô, cháu mới gọi đó. Rồi vậy thôi mình vô chấm thôi. Cô mới gọi cho cháu á. Rồi cảm ơn cô nha. Rồi rồi. Chúc cô sức khỏe. Rồi. Chúc cô sức khỏe nha. Dù vậy biết đây cũng khổ đây nè. Ở đâu nhà đâu? Nó cũng khổ đó cha. Mẹ không có trả. Hai đứa từ đây lụm dây chai sống á. Cháu nó làm không bị người. Chị này với lại anh đó làm sao? Đó cái chồng đó đó. Chồng có chồng không? Chị có chồng không? Nhà nước nuôi hả? Nhà nước nuôi tháng chị lãnh được nhiêu? Không có nuôi, không có cho nuôi đâu, có cái trời. Dạ không, hay đi đi lại đây cho má cho. Dạ đây lấy. Trời ơi. Mới đi tới mà sao gặp quá trời trường hợp vậy đâu má. Ai biết. Anh đây hả? Có duyên mà. Có duyên gì vậy má? Mai là mình không báo á. Chị này chị nói chị khổ như lắm nè. Ủa anh đây là ai bán? Không có lại đi ở là có sẵn vậy hả? Tắt quạt máy giùm đi anh. Tắt quạt ba đèn lên. Có đèn không em, mở cái đèn cho mở đèn giúp em ha. Trời ơi, còn bé nhỏ chút xíu này nữa. Đèn đứa nữa hả? Rồi nó ọc sữa hay gì kìa. Có tiền lẻ không gửi cho chị chút xíu chị mua gì em. Giờ đâu có biết ăn sao. Thôi gửi cho chị uống cà phê đi nha. Chứ không có biết chị nè. Em bệnh mấy bữa rồi, cảm ơn chú. Thì cái anh kia, anh ơi.
Gửi cho anh xíu anh uống cà phê đi chứ tụi em không biết anh làm sao mà giúp hết á. Nha, đây gặp dưới đường. Dạ dạ, đây không có gì đâu anh. Mời anh uống ly cà phê cho vui nha. Dạ dạ. Chị em lo cho. Rồi rồi rồi, không có sao, đi đi. Dạ dạ. Rồi dạ. Dạ rồi rồi, vậy được rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ không có gì. Dạ dạ dạ. Đã vô rồi ba. Đậu xe đó được ha. Trời nhỏ hộp sữa ha. Để nhà vậy đâu có đi đâu. Nhỏ quá mà. Trời đất ơi sao nhà gì đâu không bụng tay gì nè trời. Trời ơi trời ơi trời. Ba má vô hỏi sao mà nó cười ra. Trời nó cười ra cưng quá trời luôn. Sao mà sao bỏ đi mất tiêu rồi. Ba má hỏi thử sao. Trời ơi ơi. Mấy tháng này mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng mấy rồi. Anh nhiêu tuổi rồi? Dạ nay cũng 51 tuổi. 51 tuổi sao con ngọn dữ ảo? Dạ. Ẩm nó lên coi anh. Trời ơi, cái cưng quá trời luôn đó. Bé chút xíu à. Bé nó ăn bụng. Trên 50 tuổi rồi mà con mới 18 tuổi. Bé này 4 tháng à. Trời ơi, cưng quá trời luôn. Rồi sao mà vợ anh nhiêu tuổi? Nó 37. Anh xích ra đây đi cho sáng sáng, sáng. Cho bà con nhìn em bé một chút đi. Tại ở trong nó hơi nấu với bà con. Dạ đây là con trai. Đây. Đi ra đây. Kệ nè, kệ nè. Đi ra đây con. Đi ra đây con. Nóng quá. Nóng quá. Cái nồi ra ngoài này sáng cho bà con nhìn em bé. Ở trong phải mở quạt mới được cái nóng được. Đưa khăn đây, đây ba chừ cho em coi. Đây con. Đây. Đi ra đây chơi không có. Đi ra chơi, không khóc. Trời, nhỏ quá, nó nóng. Đi ra chơi, không khóc. Những hai đứa này làm gì được vậy? Cho con bé là đứng không được đâu. Đi ra đây con. Đi con ra đây con, đang. Ủa rồi, quê mình đâu anh? Dạ, Bến Tre. Bến Tre hả? Dạ. Tre ở huyện nào? Dạ, Ba Tri. Anh đưa nhỏ nhỏ đây, cô bồng cho. Dạ, vô dạ. Dẫn nó đi kìa, nó khóc rồi kìa. Thôi cười à. Đi đây con. Thôi, đây. Nó thấy là lạ. Nó thấy là lạ, nó sợ. Ôi ơi, chết rồi, phải thay tả đi, thay tả. Tôi trả hai giờ hả? Ừ, tả đi. Thôi, con. Đi ra chơi nào không có, cho bánh. Đi. Ở vậy khóc con la về sao làm ăn la đi thay tả cái hả? Thì đó nó hai đứa ra đây chơi không có đi ra khỏi nhà được nè anh thảo trời ơi nội một đứa thôi nó khóc chịu không nổi rồi mà anh này về sao mà làm ăn gì được ba trời ơi kiến trắng gì mũi trắng mũi trắng chẻo dễ thương vậy đây ha trắng dạ đây con trai ra đây để cho bánh nè. Đi, sao không cho bánh? Đây nha con. Chút xíu cho cha mặt tả vô nha không? Cưng quá trời con. Chiến trắng này hay gì? Nhà hay ấy xương rộng. Gì vậy con? Đâu? Coi coi. Trời nhỏ đái ướt hay gì đây? Chiến trắng nhỏ gì? Trời, thẹo hả? Đi, ra cho chơi. Đi. Ba ổng con nó chịu không ạ? Không chịu đâu. À. Như nó đái ướt hay gì đó chắc vậy đi à, thôi để ba nó ấy đi. Anh ẩm bé ra đây, đây cho nó nóng quá nó đây đi mình đây nè coi clip của anh Phong nè thấy dạ. Mình tay quá trời cho Phong dạ cảm ơn anh nhiều nha em kỳ mua giấy số chặn cái đó ở Hồng Ngự dạ. Hồng Ngự cắt xác vô miếng được rồi anh lấy bánh nè, lấy bánh cho nó đi. Cái liếm nó chạy gấp biển số luôn quay lại kiếm nó mà. Đó thấy không? Phan cứng nữa, gặp. Dạ, phan cứng nữa. Trời ơi cưng quá ta. Cái này nó dạng hơn đứa kia ha. Dạ. Còn kế bên đi anh. Thôi nó lớn nó biết rồi, nó thấy lạ lạ. Dạ, anh cầm cái sang cho bé đi. Đây lấy bánh cho nó đi. Rồi lấy cho nó bánh, bịch bánh. Được không? Ừ, chắc nó không ăn đâu. Dạ. Dạ, dạ chẳng ghê ha. Này là anh 50 mấy tuổi hả? 51. Còn vợ anh 3 mấy hả? 37. Tuổi nhỏ hơn quá mà. Đâu lý do làm sao đi kỳ vậy anh? Thì bữa về chung là mới cho này ăn tô bún riêu rồi lấy sữa cho bú á. Rồi nói nó mới cho ăn để cho tối tối cho nó bú nó mới ăn còn no đó. Cái hạn chế đỡ bớt sữa một chút.
uống nhiều quá là khi cũng heo tốt rồi, cái nói tự qua tự lại chút xíu rồi. Yeah. Cứ lộn cãi hồi có gì đâu, uống rượu với bịch sữa mà không không phải là vậy không, thì cũng có cự cãi nào giờ cũng cự cãi hoài là nhiều khi không có tiền, nhiều khi lo không nổi nó thì hồi trước kia anh làm gì? Chạy xe ráp á. À hồi xưa giờ chạy xe ráp hả? Chạy đó là nuôi mà sống, ví dụ như chạy đó để tiền sữa với tiền này kia, hai đứa này là thấy từ đủ với thiếu không rồi vậy đâu đó, đâu có thu nhập đâu. À, giờ nội nội đâu nội ha, ông nội và nội mất hết rồi. Tê ta, tê ta. Chị em gì con? Con. Kêu con hả không? Dạ, chị em đồ. Tôi cha. Không, nhìn vợ nó không được. Bị dưới nói chung là anh chị em mỗi người có công chuyện hết trơn. Con lớn rồi. Tê ta. Mà chị có anh có anh em ruột thịt gì không? Có. Vậy sao không gửi mấy cô đồ? Người đứa đồ. Không có người nào, cũng có hai đứa con thôi. Chứ phần ta đi làm công chuyện ở dưới quê. Buôn bán chăn nuôi này kia hết trơn, không ai không phải như rồi cái chẳng. Thằng này gửi nhà trẻ hoặc mai được thằng này đơn nè, có gì có đứa này mà không nè. Có ôm nó không luôn bây giờ chết. Mà không đủ ăn tiền đâu gửi nhà trẻ đó, gửi nhà trẻ tháng tệ cũng mấy triệu chứ có bèo cũng được cả 2 triệu đó chứ không ít đâu. Bèo á một đứa gửi còn được, hai đứa đi đứa này gửi ai. Nhiều khi mẹ nó nhà giữ mà lo tiền sữa trả cho hai đứa rồi thấy còn muốn thiếu à. Dù dở thì được, có tiền thì dễ, còn không tiền dễ cũng mệt. Thôi cha. Rồi chị đi anh biết không? Trời thì bữa đó ngồi cự lên hồi nó đi tưởng đâu nó dặn nó đi vòng vòng hồi thôi. Đi không đem đầu vậy hả? Không đi. Đi mình không vậy hả? Đi, dạ đi mình không. Rồi không là anh có điện thoại liên lạc gì với chị được không? Không, bữa đợi điện không mất máy, bữa điện về điện nói không mấy tiếng rồi tắt luôn. Đâu giờ anh điện cho tôi nói chuyện chị là được không? Không, giờ nó không bắt rồi. Không, cứ điện đi. Điện đi, anh cứ điện đi coi sao. Được đi, không được thì để tôi xin số chồng tôi lấy số điện thoại này qua cô chỉ cô nói sao. Cái con vậy trời ơi, trời kháo khỉnh quá trời luôn, cưng quá trời, mình thấy mà mình còn cưng nữa. Trời ơi quá trời đẹp luôn, là xinh luôn. Như con, như con. Đi luôn rồi chứ. Dạ. Cưng ra. Đã nút cục rồi. Chào con. Đã nút cục. Nước rồi. Anh lấy cái nước cho con uống này anh. Nó nút cục rồi. Rồi, được, thôi. Cầm sơ thử để tôi bắt máy. Anh tên gì? Tính. Anh Tấn hả? Con tên gì? Con anh? Tên Hậu. Hậu anh, Hậu. Chào bơi. Cứ cãi không có bắt rồi đi. Quý khách vui lòng đi. Rồi, bắt không bắt rồi. Để điện lên. Không bắt luôn. Sao anh không nhân tin anh báo rồi. Thôi em ơi, con không khỏe, em về con sao, mình giả bộ mình gạt vậy đi, con nó về con sao. Đâu có chữ rồi, không tin. Không có chữ nữa hả? Thôi được rồi anh chị. Anh được rồi con. Để con sớm, quý quá. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn. Ở đây có cái cô kế bên á, bên đó thì bà cũng bệnh rồi, bà thấy gì bà có gì bà cũng cho anh ấy, bà thấy khổ. Dạ, chị uống. Dạ, anh uống đi, tôi luôn uống nước. Không nghe luôn. Giờ anh lấy số điện thoại anh bấm vậy. Không bắt đâu. Không bắt là về không nói. Để lát con nhắn tin nha. Chút nữa điện. Để chút nhắn tin. Chứ giờ điện liền chị biết là chị không bắt máy đâu. Dạ thôi. Trời ơi, để hồi nhắn xong. Gọi đi anh. Trời ơi, cưng quá trời con. Nghe. Dạ vậy anh cũng không biết chữ luôn. Không biết chữ mới khó. Anh hả? Anh á. Biết chứ? Biết hả? Anh cái. Mà chị cái... không biết chữ phải kêu, không? Kêu mời giùm cái anh đó đi. Anh ơi. Mời anh. Anh nói nghe nè. À, nhờ anh coi anh này anh kể vậy có đúng sự thật là vợ ảnh bỏ đi không? Bỏ đi không anh? Anh thấy sao? Bữa có nhà. Bữa này cũng có nhà đây. Dạ, anh cũng đang có nhà. Đang có nhà. Ừ, anh ở sát chết đây nè. Em ở bên bển á. Ờ, ở bển rồi sao? Lý do làm sao mà vợ bỏ đi vậy trời? Thế thì xét. Nói chung thì em ở nhà em nghe ổn vậy rồi cái đi à. Em cũng không có qua để ý làm gì. Hỏi sao đi vậy nó mới ăn gì đút sữa gì cho mới ăn đút sữa không ạ à? Tự qua cửa lại cái đi à. Nào giờ có đi không? Không đâu có đi. Này đi luôn, đi quyết định đi bỏ hai đứa bé luôn mà. Chị không có làm gì hả, nhà nuôi con thôi. Không có làm.
Vậy đâu có đâu có lý do nào đâu đi kỳ. Đúng rồi. Ví dụ đi làm công nhân không biết này người kia có. Đó. Không biết có xài điện thoại trên mạng trên mọc gì không? Có xài điện thoại đó mà không biết. Ông này chắc về quê mẹ chỉ đó. Không, mẹ mẹ trong đây. Ở ngoài đâu? Ở gần đó. Mới vô bảo ông còn ẩm không, bảo con không hèm giữ nữa. Ngoại hả? Thì giờ anh em vô anh gửi ngoại đi. Trời ơi, bà ra đây hôm đó này bà ra được có lần hai lần, ra xíu về. Rồi, đi làm. Ngoại nhiêu tuổi rồi, ngoại nhiêu tuổi rồi? Cũng sao mấy rồi ba, không có nói gì tới cái vụ về giữ này kia hết trơn. Không, mình phải mở lời chứ. Dạ, không có nói rồi ba, không đâu có giữ đâu. Cảm ơn anh chầm sớm nha. Tại vì không biết lên đây cũng nhờ bà con đầu nói sự thật có đúng hay không để mình cái gì là sự thật. Bây giờ là nhỏ bơm hai đứa con vậy rồi đi sao đi làm. Bỏ vậy. Vậy. Giờ có người giữ, ngoại hay ai giữ, dạ. Đi làm có tiền nuôi chứ. Đúng rồi, giờ vậy đâu không có đi đâu. Mà nhà bà ngoại từ đây vô đó mấy căn hả? Tôi vô tôi mời bà ra tôi gửi giùm cho được không? Đi vô trong ngay cái chùa Thiên Ngọc đó. Đây trong khoảng chắc khoảng cây mấy số à? Anh có số điện thoại chỉ không? Điện đi đâu để điện mà chỉ ra coi gửi gì không, để chút mình nhắn danh liếp đi. Cha 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 trời đời ơi nó đâu có bả ra đây nè, cũng reo reo mua cho thằng này chai nước uống rồi bả nói chuyện chút xíu về bả đâu không cái nào bả hỏi tới ví dụ như vậy sao đi làm á bả đem cho tổng gỡ để giữ giùm đi làm thì giữ tiền đó cũng được không nói gì. Nhưng mà anh mở lời đi anh nói má ơi giờ con khổ quá. Má giữ giùm hai đứa cháu ngoại cho con đi làm, đừng có sữa sùng rồi cho cháu ngoại uống này kia. Cũng nói bà đâu có giữ được. Bà nói thẳng vậy luôn hả? Bà đi tối ngày bà không có giữ. Nhưng mà bà nói thẳng anh vậy luôn hả? À, không có nói gì giữ gì. Bà nghĩ là cái... Trời ơi, vúng liếng nó có nhiều đó đó nha con. Con vúng liếng chú Phong có nhiều đó đó mà làm tiêu thì chết rồi nha con. Không phải giờ bà giữ giùm. Thì giờ cái cuộc sống anh giờ chỉ còn cái cách đó chứ đâu còn cách nào đâu. Chỉ có bà ngoại, bà bên nội thì chết hết rồi, mất hết rồi. Thì anh em thì người cũng khổ, ai cũng có gia đình, còn giờ chỉ còn bà ngoại thôi. Bà ngoại... Bà ngoại còn trẻ mà, giữ được mà. Bà ngoại giữ hai đứa là anh đi làm đem tiền về. Nó không giữ, đó giờ. Chứ vậy rồi giờ cái hướng anh tính sống sao đây? Hả? Giờ không có đường nữa, chắc phải sẽ tiến đường cho nhỏ đó thôi. Cho hả? Anh cho, còn đứa kia anh thấy đứa này lo được, này gỡ nó thì... Trời ơi! Thấy giờ thấy không, trời, không thấy đành. Quá trời vậy, cho gì tội dữ vậy trời. Không đành nữa. Trời cưng quá, thôi tội nghiệp quá, anh nói cho nó dòm nè anh ơi. Trời ơi, nó dòm lạ. Rớt rồi con, rớt rồi. Lên được rồi. Lên tâm cầm đi. Không. Nó nói anh cho nó nhìn nó quán tắp cha nó nè nha. Đừng có vậy nha. À, nó nhìn nè cha nó nhìn dễ sợ luôn. Để cho hai chị nuôi luôn. Trời cưng quá trời luôn nè. Giờ ở nhà nuôi bé này được rồi đó mà không ai đi từ thiện nè. Chứ thấy nhỏ này là cũng kết dữ lắm rồi nè. Tại nó lớn lớn á thì mình đi mình dẫn theo được. Ờ cưng quá trời luôn. Trời ơi, giờ tôi nói thiệt á phải nó lớn lớn chút xíu nữa là tôi nuôi luôn ha. Anh đã 50 mấy tuổi mà vợ anh có 3 mấy à. Cái gì? Chỉ đi chắc cỡ từng 8 ngày rồi ha. Đâu quá. Hả? Lâu lâu rồi, lâu rồi. Lâu rồi. Thấy cỡ mình đâu, 8 ngày rồi hả? À. Lâu. Anh thì trong cuộc anh nhớ như vậy, anh không mà anh thấy. Con nhỏ vậy mà đi một ngày là thấy cũng lo lắng. Lo rồi. Lắng nữa. 8 cái ngày anh không có chạy xe, không có đi được. Bây giờ là chỉ tên gì nè? Dạ anh tên gì? Tên Thí. Tên Thí hả? Trời, có cái hình nào của chị không? Dạ anh có cái nhà, có điện thoại anh có lưu hình chỉ không cho coi chị xinh xắn cỡ nào. Hôm nay chắc đi vòng vòng. Không có đi đâu không vậy, có điện nói không vậy. Hỏi anh con bị lớn vậy mà đi lâu không tin tức gì, điện không nghe máy nữa. Ha không biết rồi sao. Nó đã nói điện rồi, nó điện nó trả lời nó không về rồi. Anh năn nỉ về á hả? Không về. Không về hả? Bây giờ cũng muốn làm hai đứa muốn nuôi sao nuôi, muốn làm gì làm đi. Dạ hả? Nói trả lời vậy luôn. Trời đất ơi kỳ vậy trời. Cưng quá trời luôn trời ơi. Thôi ráng nuôi nó đi nữa nhờ chứ cưng quá đi cho ổn quá anh. Tôi nói thiệt chứ tôi giờ tôi mắc bà ngoại chứ không phải nó lớn lớn là tôi xin chồng đem về nuôi đó. Thấy nó về. Cưng quá trời luôn á. Cưng lắm mà giờ không có điều kiện. Nuôi rồi sao mà nuôi? Thì nuôi mình đi hoài sao đi phải, nuôi được. Ý như ảnh kìa. Phải chứ bà ngoại chịu giữ á thì ảnh còn đi chạy, đi bơi, đi kiếm tiền đồ còn. Trời ơi chị ơi. Cũng xinh gái quá trời luôn nè.
37 tuổi là cái lứa tuổi cũng hiểu biết rồi chứ đâu phải bồng bột trẻ con gì đâu. Nói đúng là nói chung bên đây nói chuyện nó không có hiểu biết gì được. Nói ra bởi hay có hay cười kể. Nhưng mà nói thì nó không có hiểu. Nói ra bởi có khó. Mà bây giờ thì cũng mong chị là coi trên kênh YouTube của Phong Nguyễn là nhìn được hai đứa con mình với chồng ở đây. Thì coi như là chị đi rồi chồng con là sơ sát rồi đó chị ơi. Thôi giờ thương con mình về đi, mình bỏ qua tất cả đi. Mình coi như là đâu có cái chuyện gì thì phải chi cái chuyện gì lớn lao. Nhưng mà theo cái anh chồng anh nói thì anh nói là con mới ăn đừng cho uống sữa, chút nữa uống thì cái chuyện cũng quá bình thường rồi. Mà anh nói có thiệt không đó nha. Dạ, đúng. Chứ không có được nói thêm nói bớt người ta nha. Hả? Đúng là cũng ở nhà cũng hay có cự lộn nhiều lần chứ không phải là nếu không bữa ra nói không về đi. Nhưng mà chuyện là như vậy chứ không. Cự lộn nhưng mà cự lộn là chuyện bình thường đúng không? Chứ không có gì lớn lao, không có gì mà mâu thuẫn sâu xa không. Đúng không? Thì chủ yếu là làm thì cự gái lại mà phải thế thôi. Dạ đúng rồi. Ai vợ chồng nào không vậy? Anh đi làm ra ngoài có gì không? Không, trời đi làm không rồi. Ông có gợi lộn gì không em? Đi làm cho lo này không muốn đưa anh chết thôi vậy không nổi. Trời ơi, nước cục đưa nước đây, nước đây tôi cho nó uống mà. Cưng quá trời luôn. Sao con gái? Tôi ở gần đây thì tôi lúc nào giờ, mẹ tôi khỏe qua tôi chăm cho là Phong Nguyễn đăng lên là có người cho xin tiền á. Đưa đi nước ngoài. Ba hỏi cái anh nó sớm là xác minh coi hoàn cảnh này không á. Ba. Sao anh? Thầy nói chung hai anh cũng khổ. Đúng vậy. Đúng thầy bữa thấy hai vợ chồng ấy cũng có cự cãi này kia. Sao qua bữa sau thấy vợ đi mất tiền. Thầy hỏi ảnh hộ chỉ đâu. Ừ, quá là cưng. Anh nói bỏ ảnh giải đâu mà. Qua đánh đập vô mà. Không, ông mà nói tiếng trò cái là tao lụm liền. Lụm liền luôn. Tao lụm liền luôn á. Mà tôi tiếc quá. Ôi giờ thương. Em đâu cũng biết chị của bà ngoại á. Thương quá trời luôn bây giờ không. Cưng quá. Hai đứa con nhỏ gì. Hai anh cũng thấy tội. Hỏi này có đi đâu mượn ngày kế bên nó mua giùm không chứ đâu không có đi đâu được. Chữa xong cho đứa nhỏ. Nói gần trời sớm này ta thấy người ta cho này, cho kia, giúp đỡ này. Dạ con. Giúp bà ta cũng khổ thôi. Ngoài được, giàu có gì được. Nên cũng thấy hương. Cưng mấy đứa nhỏ này nè. Vợ phải có cách gì chứ. Ví dụ mạnh thường quân ta giúp một lần. Đúng rồi. Ta đâu có theo. Đúng rồi, thì đúng rồi. Ai nói chung ai cũng giúp thì giúp. Ví dụ bà ngoại mà chịu giữ hai đứa này đi. Là anh đi làm anh đem tiền cho anh nuôi. Thì đúng rồi, bà ngoại nghe nói bà ngoại xuống chút. Bà ngoại cũng về mất tiêu rồi. Không có giữ đứa nhỏ dùm cho anh. Giờ có giữ một đứa, còn đứa dù anh làm có tiền thì anh cho học nhà trẻ. Thì đúng rồi. Mà giờ bà ngoại phải không chịu giữ rồi sao? Cũng bó tay nhờ bà chị bên đây bà nói thấy bà ngoại xuống mà xuống chút cái bà đi về mất tiêu nựng đứa nhỏ cái về mất tiêu rồi bà vậy mình cũng không biết lý do làm sao nữa khổ như vậy không thì có gì anh cứ nói nắng giờ biết làm sao thấy hai đứa nhỏ này thấy cưng lắm cứ ra cái đứng gầy đó kêu hoài à. Mình có bánh hay cái gì mình cũng cho nó, có này cũng cho nó thấy cưng lắm. Mà mẹ nó bỏ đi trành đoạn thì cũng hay thiệt. Chúc em quay hai đứa nhỏ kỹ á, nhiều khi chỉ coi là chỉ sốc luôn. Mình... Không, bây giờ anh nói anh cho đó, chỉ nghe chỉ về chứ gì. Ừ, thì giờ mình cứ lên nói mẹ cho mình cho đi. Mình lo không nổi là mình cho chỉ hầu là... coi chỉ có về. Chứ hai đứa nhỏ này cưng quá mà thấy trắng trẻo đẹp. Cái tình mẫu tử mà nghe cho là chắc chắn là phải quay về thôi chứ. Đúng rồi, hiện giờ mình làm hết cách, nếu mà không quay về mình tính sao chứ giờ biết sao giờ. Chứ giờ hỏi một mình anh mà. Mình lo không nổi đâu, mình lo không nổi đâu. Ở nhà xuống vậy chạy xe đâu được đâu lo. Phải chứ mà anh chạy xe được đó, thì anh lo. Nói anh giờ chạy xe ráp giờ cũng bấp bên lắm. Chạy xe ráp giờ bấp bên chứ đâu phải chạy thường được. Thấy thương lắm. Ca này khó. Sống rồi cứ thấy trưa nào về cũng bầm con cho ăn cơm cũng khổ sở hết thôi. Thôi gì cảm ơn anh nha.
Dạ, sao hay không biết. Hoàn cảnh này phải tính toán kỹ lưỡng không á ha. Chị mẹ ơi, mẹ về với con đi nè. Kêu đi má. Nói tên chị quên rồi, là tên nè. Thí. Thí. Thí ơi. Dạ em thì coi, mong con. Mong em coi được clip của Phong Nguyễn rồi em về với con em đi. Thế em muốn cái gì thì về nói rõ ràng với ảnh đi. Còn mấy thì đi về ẵm đứa nhỏ đi, đi giao đứa lớn cho ảnh. Người nuôi đứa chứ làm đàn bà mà vô trách nhiệm kiểu này chết rồi. Trời nó coi không lẽ sanh ra cứ đi đi rồi kêu cộng đồng mạng đi tới về hoài rồi. Ai cũng vậy chắc chết quá, thiệt luôn á. Ai cũng bắt trước vậy. Ừ. Ai giúp mạnh quân ai giúp nổi. Đúng rồi, ví dụ vợ chồng á nghèo khổ thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, mà mình không có vượt khó được rồi mình bệnh tật gì là bà con người ta thương người ta mới giúp anh. Còn gây lộn với chồng có đôi điều cái chuyện nhỏ nhặt mà mình phải bỏ qua đi, mình nghĩ tới cái thâm tình núm ruột của mình đây nè. Là mình ráng đi cho con mình lớn đi rồi mình muốn gì mình muốn. Còn mình đàn bà là mình đi thôi, mình đùm con mình đi luôn đi. Mình nuôi con nhỏ đi còn lớn giao cho anh cũng được chứ làm vậy tội ông chồng này quá. Thôi vậy tội hai đứa, giờ anh không làm được không có tiền muốn sửa chứ. Tội hai đứa nhỏ rồi quá. Là người lớn người ta quơ quà ăn gì cũng được, con nhỏ vậy là sữa nè. Giờ nó hết sữa rồi, nó không có tiền là không có sữa lấy gì nó bú mệt. À, chết luôn. Còn lớn mình ăn gì. Lớn thì ăn cơm được phải không? Này nó cũng muốn sữa, bây giờ có khi mình đút dậm vô. Cái này cũng dậm cơm. Ngồi xuống đi nhỏ xíu nè. Mà cái vụ này không giờ thấy nhiều quá trời luôn, vụ này không được rồi đó. Dạ tội. Mới có 4 tháng trời mà bỏ đi mà chết luôn. Cô bị bệnh cô không chấp xuống đó. Dạ thôi để cô đúng đó. Rồi, chân cô đau. Cô bị bệnh nay 10 năm rồi đó. Dạ. Để giúp kế bên cái gì bà cũng giúp này nọ, bà còn giúp bà cũng làm bước giúp người lắm. Bây giờ nói thiệt á, con bé này lớn là tôi anh nói xin là giờ tôi ẩm về dưới luôn rồi đó. Nói thiệt luôn á. Mà giờ nó nhỏ quá, tại nhà đang có bà cụ rồi, giờ nhỏ quá sao giữ rồi sao đi từ thiện tùm lum việc. Con đừng giật rớt rớt hư của chú. Dạ anh cười anh. Ghê. Cho mẹ ngồi đứng dạ. Hơi lâu quá chịu. Anh đứng dậy cho chú. Thôi ngồi chú đi. Cô ngồi đi, cô ngồi trước đi cô. Ngồi vững nghe. Trời ơi. Ngồi vững nghe, chân hai chân nó yếu. Dạ dạ. Nó bị bệnh nên tay biến đây lâu rồi. Dạ dạ. 10 năm rồi. Thôi đừng lấy ghế cho chú Tân ngồi. Dạ, anh cái thời gian đi rồi sửa đầu cho bé này bú nè. Hôm đó đi nhà cũng còn được 200-300 vậy. 300 ngàn hả? Dạ. Xài nhính đó hả? À, là cái đó chắc chừng 2-3 bữa là hết hả? À. Vòng vòng em cũng cho. Nay còn nhiêu, nay còn nhiêu. Đây, đây nói thiệt đi, tôi khổ là tôi thấy chịu không nổi. Em tôi mua cho 10 bịch sữa, rồi tôi mua cho 10 bịch nữa. Dạ. Rồi tôi xin tiền mua cho đơn sữa lặng cho nhỏ bú. Dạ. Tôi nói thiệt luôn á. Tính tôi đi xin. Hả? Sữa bịch tươi, đơn sữa là của nhỏ này, rồi của thằng con này là khác. Xin cho nó nặng cho tiền mua cho sữa cho nó uống. Rồi hết chịu không nổi. Dạ. Cho đồ ăn đủ uống luôn. Khóc khóc trời thôi. Cô nén đi cô. Trời ơi mà khóc rồi kìa. Nói sớm thôi mà khóc cả về đây. Mà bệnh mà thương. Lấy chịu nổi mới điện á. Mới xin lấy cái số điện thoại trong đó đó. Cho nó điện cho cô. Cho cháu buồn miệng nè. Dạ. Trời rồi anh đòi cho đứa này sao con? Thôi đừng cho con, để nuôi đi. Kệ, ráng giữ nuôi. Thiệt. Nuôi ra bây giờ tạo điều kiện. Bây giờ tính xin nói cô với chú tạo điều kiện cho nó. Có công ăn việc làm để nó nuôi hai đứa nhỏ. Ai giữ nhỏ này? Quan trọng là người giữ. Tính là tính cách vậy nè. Mới đầu tính bàn là cho đẩy một cái mục với xe lôi biết không? Xe lôi bỏ treo qua võng cho bé này ngủ, bỏ này đó rồi nó chạy xe nó đi bán cái gì đó để kiếm sống qua ngày. Chết nhỏ này hai nắng chết luôn. Bởi vậy này được thấy gì nó tội nhỏ, nhỏ tội nhỏ này mới 4 tháng không được cô ơi. Bởi vậy thấy nó tội vậy đó. Giờ con có tính sao? Cô có gặp bà ngoại nó không? Trời ơi khổ không gặp bà trong nhiên sống mà gặp bà nuôi đỡ thì làm nó lớn lớn. Tôi nói bữa rồi tôi góp ý rồi, tôi nói bây giờ á nó như vậy nó hai đứa nó giữ làm sao nó đi bằng được, bây giờ thấy ai chịu giữ cho nó một đứa đặng nó đi làm đó. Đặng nó đi làm cái nó cái bả làm hình bả không nói gì tên đó bả nói làm hình là bả không muốn giúp rồi đó. À, đó bả không giúp bả không nói gì. Đó. Nói gì giờ? Giờ cô khuyên bà đây giữ lại. Đã khuyên gì đó mình nói gì mình mở lời mình nói gì mà không nghe không giúp không giờ nói. Cô, giờ có cô đây thì cô đã giúp vậy rồi thì giờ
con cũng mong cô có một lời nói với lại quý mạnh thường quân đi, chứ còn vợ chồng con chỉ là một hạt cát nhỏ bé thôi, không có cứu nổi mà hai cha con này, thì mong cô cũng nói một lời để sự thật cho mạnh thường quân hiểu, và xin mạnh thường quân thì để giúp cho hai con nhỏ bé thấy con. Cô nhìn lên đây cô nói giúp con ha. Bây giờ cô nói là cái hoàn cảnh của hai cha con thì khổ lắm. Mới về đây ở trọ chừng vài ngày là vợ bỏ đi. Có chuyện gì không là cô không biết. Có xin bích gì không là cô không biết. Nhưng mà tự nhiên vợ bỏ đi đây 10 ngày rồi. Là không có nuôi hai đứa nhỏ. Một đứa thì mới có 1 tuổi mấy. Một đứa thì 4 tháng. Vậy làm sao ôm hai đứa nhỏ, làm sao nuôi gì, làm sao nuôi được. Bây giờ tôi chỉ cầu mong xin mạnh thường quân giúp đỡ cho ba cha con đó, là tôi mừng, giúp cho cha con nó có cuộc sống, cho nó sống, cho con hai đứa nhỏ có sữa bú là mừng rồi, bị hai đứa nó còn nhỏ quá. Xin các mạnh thường quân giúp đỡ cho là tôi rất cảm ơn nhiều. Bây giờ ở ngoài các bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa đau nhất xương khớp, có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Là cô rất cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn cô nha. Cô sức khỏe cô. Dạ. Rồi bây giờ trời nay có thấy cháu Phong Nguyễn nha. Cô thấy hồi đợt nha. Giờ hôm nay thì anh điện thoại Phong Nguyễn đến đây thì để ý anh sao, là muốn giúp anh sao? Dạ. Thì tại giờ cũng trong một cảnh khó khăn này, thấy bên đây ông Mỹ cũng đi giúp đỡ nhiều, vậy ví dụ như điện tới rồi thấy có điều kiện nào á thôi có thể giúp em được cái khoản nào được. Chủ yếu là có tiền cho sữa nó uống tạm thời. Dạ, cho nó uống tạm thời tiền sữa này. Tiền nhà trọ tới nè mà. Chứ giờ mà nói chung thì nói mà giúp em này kia nhiều quá thì đâu có giúp được, cái chủ như tạm thời qua này kia tiền sữa thì nhà trọ tháng là đây anh đóng nhiêu tháng? Dạ mới ở là như chắc điện với điện đồ nước rồi hết chắc khoảng triệu à. Dạ. Hơn triệu. Dạ, gì về đi. Dạ. Con cảm ơn gì nha. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Dạ. Không có gì hết. Dạ. Thôi vậy cô ơi, chứ dạ dạ, cảm ơn. Dạ. Tâm nha. Dạ. 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 Sức khỏe dồi dào nha. Dạ, con chúc cô sức khỏe. Cho những hoàn cảnh khác nữa nha. Dạ. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ dạ. Nhiều nhiều cô lên đi, tại vì cô. Dạ chú ơi. Cho phụ đặng nó tạm thời thôi, chứ còn cái lâu dài mình phải kiếm đường đúng rồi, chứ lâu dài phải có cái hướng giải quyết khác chứ đâu có, chứ đâu có, nói chung là đâu có ai mà giúp cái này cái kia mà chứ khoan là con lại cho sữa cho nó uống đỡ tháng nào hay tháng nấy đi phải không? Tháng là hai đứa uống sữa nhiều tháng á, nó cũng nhiều mà đứa này thằng này là một ngày vậy là nó uống hết bảy ngày đêm là cũng hết bảy bịch sữa rồi, sữa bịch. Sữa này. Không, bây giờ nó lớn rồi anh cho nó ăn dặm thêm đi. Dạ có ăn. Ăn dặm đi. Chứ nó uống sữa không chịu nổi. Dạ thì nó ăn á, nó có ăn với ban đêm rồi nó uống. Ăn dặm á, ăn dặm thêm đi. Ăn dặm nó cứng nữa. Cứng nữa chứ sữa. Sữa. Cho nó đi để cho thoải mái. Rồi còn nhỏ này thì uống sữa hộp đó với trời hai đứa tả nữa. Có nhiều lúc thấy là mệt. Đúng rồi, đúng rồi. Không ăn sữa. Còn lớn vô mình ăn gì cũng được. Mà mình lớn không nói đi, nhỏ không có biết gì trơn, cưng quá. Cưng ghê quá. Cục gian. Trời ơi, cưng ghê luôn. Nè, ẩm nãy giờ không có nghe một tiếng nghe nữa. Trời ơi, anh phải nó lớn như xíu mình xin luôn ha. Đừng quá con. Thôi được. Đưa bà ẩm để coi nó chịu không quá. Sao không chịu, ai nó không chịu hết. Đừng quá. Nhất là ba Tâm nó còn phái. Ba Tâm hiền con phái nữa hiền con hiền. Dựng cái nào em lên anh. Hiểu không? Dựng cái nào em lên. Đó. Dựng lên. Dựng cái nào lên. Ừ. Đâu được phá con. Sao con? Tóc nhiều dễ sợ. Gái nữa đẹp lắm nè. Kêu ai kêu tới cười à. Ờ, cưng ghê. Ừ. Cưng quá trời luôn. Rồi, sao ba má? Bây giờ mình sắp xếp sao để không mình... Thì giờ gửi cho ảnh xíu quà đi, rồi coi như động viên cái tinh thần đi, rồi mong bà con coi được cái clip này thì tùy duyên, ví dụ ai thấy mà thương cho hai bé thì mong là bà con cũng chia sẻ một xíu tình thương để bé có sữa uống. Rồi cái quan trọng nhất á thì mong là em Thúy đó, vợ của cái anh này nè, em này nè, nhỏ tuổi hơn mình, là em coi được cái clip của Phong Nguyễn thì trời ơi, làm ơn làm phước đi.
em đi về em lo cho con bé này giùm đi em. Trời ơi chị, mà chị thấy chị còn xấu sang, còn con em vậy mà em nỡ nào. Ví dụ giờ chồng, cái thằng chồng mình nói thí dụ đi, không thương nó thì bỏ mẹ đi, không nói gì, còn con vậy mà đi bỏ sao được, tội dưới vậy trời. Đúng. Quá trời gưng luôn, thiệt luôn. Mình là mẹ mà mình giờ mình à, giờ thí dụ giờ chồng con thì không duyên không nợ nữa thì bỏ đi, còn mình sanh ra thì mình tạo ra mình phải có cái trách nhiệm đi chứ, mình đâu có đổ đùng bây giờ đổ đùng cho xã hội thì sao được. À, rồi ai cũng cái kiểu như vậy rồi hỏi chứ xã hội sao gánh nổi anh. Thiệt không ai mà gánh nổi hết á. Thí dụ giờ cái chuyện thí dụ giờ á, cũng thương bà con vậy nè, em nói thì bà con đừng có rầy la, tại đây là em cũng hơi bức xúc, phải chi cái chuyện nó lớn lao á thì em này bỏ đi là đúng. Còn sự thật là không phải là tôi tin cái anh này, nhưng mà cả xóm là cũng hai vợ chồng thì ai cũng vậy, vợ chồng mình cũng vậy, cũng có lúc cắn đắng chén trong sống còn khua mờ, nhưng mà đã là vợ chồng thì thí dụ gây ở đầu giường phải lành ở cuối giường, thí dụ vậy mới sống được. Mình là cuộc sống vợ chồng là phải vun đắp chứ, thí dụ cái người xây mà người phá làm sao mà đâu có được, chỉ những lời nói qua lại thôi mà đành bỏ một công chúa bé nhỏ như vậy ha con, cưng quá, công chúa bé nhỏ như vậy sao được ha con ha. Trời ơi okay. Cưng ghê không ha con, bà nói đúng phải không, kêu mẹ con về với dạ, con đi phải không, cho bé tiền uống sữa đi ha con ha. Trời ơi trời ơi tao tao mẹ võ mỏ muốn nói chuyện nè không thầy ha con hả? Đúng không hả? Kêu mẹ thí con về với con đi bà ơi, bà con kêu giùm con đi chứ con nhỏ con chưa có nói được, con kêu mẹ con không có nghe, con khóc mẹ con cũng không nghe. Trời ơi cưng thấy ghê chưa, trời đất ơi cưng quá trời luôn. Hé này coi tình hình coi sao, biết đâu có duyên, có mạnh thằng quân. Còn hãy cho là có người bắt đó. Cho là kỹ nha. Bây giờ nói thiệt là tôi là nói thiệt, nếu mà tôi giờ mẹ tôi có người chăm là tôi xin nó liền luôn á. Nhưng mà bây giờ anh ráng đi, rồi coi để coi bà ngoại đồ rồi vợ anh có suy nghĩ lại đi về không. Tại nói thôi đừng cho nha, đừng cho nói thì nói chứ đứt mà nói thiệt với anh nè, giờ tôi nói thiệt luôn á. Con là nói thật, coi như là cái lộc trời ban cho mình đó. Có nhiều người kêu bằng trời ơi, người ta tốn tiền kêu bằng biết bao nhiêu, không được. Không được luôn á. Mà bây giờ mình phước đức mình có cái lộc trời ban cho vậy mà, trời ơi. Tự nhiên mẹ đó ha, ngoại nó coi cái gì, thấy coi clip nè, cái gì về phụ anh nuôi, anh đi làm ha. Giờ trước mắt làm giải quyết giờ vậy. Thôi giờ cũng mong bà ngoại ở gần đây đi. Bà ngoại coi được, bà ngoại giữ giùm con bé nhỏ này đi. Còn đứa đó còn cái thằng được. Bé lớn không, cái thằng bé lớn không ai giữ xuống, tôi giữ cho. Không nói thiệt, cái thằng bé lớn là còn giữ còn được, còn bé nhỏ này trời ơi, tại tôi mất bà ngoại nữa, tôi giữ con bé nhỏ này không có được. Ừ, mong bà ngoại là ra giữ giùm bé nhỏ này đi, rồi bé lớn thí dụ không có ai giữ xuống gửi tôi giữ cho. Thằng bé lớn đó thí dụ anh có điều kiện gửi nhà trẻ cũng được. Trời ơi, cưng quá trời luôn. Rồi, Phong đi không? Phong đi. Không, Phong được. Không, đưa đây. Đưa đây, đưa cục vàng đây, công chúa đây. Cưng quá. Mình có con mà mình thấy nó mình còn mê đó, thiệt luôn á. Nó dễ gì mà nó dễ sợ luôn. Trời ơi. Thôi đây là cũng bài học đi. Mong là chị em đừng có gây lộn chút xíu đi nha. Đi cứ làm vậy làm nó thiệt luôn. Khổ, khổ cho con cái, không có biết cái gì hết. Bữa nay thì anh liên hệ với anh Tâm Diện Ngọc, với cho kênh Phong Nguyễn. Thì đi xuống đây bà con cô bác ai cũng nói chung là thương cho hai đứa nhỏ. Nhưng mà cái việc mà gia đình á, việc gia đình thì vợ chồng thì cũng có chuyện này chuyện kia. Nhưng mà đâu có chuyện mà có chút xíu mà bỏ đứa nhỏ về nó tội quá. Sinh ra đâu có bao nhiêu tháng đâu mà để vậy. Trên cuộc sống này rất là nhiều hoàn cảnh, nhiều gia đình nữa. Người ta lâm vào thế bế tắc mà không có tiền mà để mổ xẻ nữa. Thì cũng mong chương trình đăng tải lên, cũng mong là những cái trường hợp vậy cũng hạn chế thấp nhất. Có thể là không xảy ra nữa, để những mạnh thường quân còn có thể là tiếp sức giúp cho những cái hoàn cảnh mà mổ xẻ đầu để cứu lấy họ ha má ha. Cứu một mạng người. Cứu một mạng người nữa chứ bây giờ em nói thẳng là anh Tâm Diện Ngọc đây là thương chủ yếu là mấy đứa nhỏ thôi. Chứ mà người lớn thì mình đã sinh ra là mình phải có trách nhiệm.
chứ mà đâu có để mà dùng đẩy cho mọi người xung quanh. Nhưng mà ở đây là cô bác ai cũng thương hết, muốn là nhờ cái sự mà chung tay mỗi người một chút, thì cũng cầu mong là giống như chị á, xem được chương trình. Chứ mà bên vợ anh á, bên phía vợ anh á, thì cũng giữ bé này để anh đi làm kiếm tiền nữa. Tại vì anh là một người biết đi làm chứ không phải là nằm ở nhà để chờ những đồng tiền của cô bác. Nên là chỉ mong được cái điều đó thôi, để lo tương lai của mấy đứa nhỏ này nữa. Thì em thì cũng xin trích một cái phần nho nhỏ từ phía những tấm lòng vàng của mạnh thường quân kênh của em. Thì trước nhất là chú Thanh Cường ở Mỹ hỗ trợ cho mấy bé là 1 triệu đồng ha. Với cô Huệ Tịnh ở gia đình cô Huệ Tịnh Đồng Tháp là 1 triệu, là 2 triệu. Với chị Thấm cũng sống Bình Dương luôn, 1 triệu là tổng cộng là 3 triệu ha. Có tiền chú Phong gửi tiền mấy bà mấy ông cho có uống sữa là con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3 triệu ha. À, em xin phép là tiền của quý Mạnh Thường Quân gửi cho anh ha. Thay mặt cảm ơn. Dạ, anh nhìn mấy ảnh cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân với Phong Nguyễn rồi nha. Dạ, dạ. Cũng mong trong cái lúc họ cũng kìm nén cảm xúc anh. Em biết là trong gia đình cũng có những cái chuyện khó nói, nhưng mà cái đó là chuyện của gia đình, thì anh với chị tự nói chuyện với nhau. Còn cái việc mà bây giờ là Mạnh Thường Quân là chỉ tiếp sức anh cái giai đoạn này để cho cái tiền mà xả tựa tả với sữa để mà cho mình có một cái cơ hội nào đó để cứu lấy cuộc đời của mấy bé thôi. Và để tiếp tục xin mời ba má ha. Rồi Phong Nguyễn cảm ơn quý Mạnh Thường Quân nha. Đưa ba. Ba má đứng luôn mà. Anh bé nhìn đây đi. Anh đứng đây. Cái tay nó nha. Ngồi thôi, không ngồi. Ngồi gì? Kêu ai ngồi? Hả? Kêu ai ngồi thôi. Thương. Chú à. Thằng chú. Thằng chú à. Thằng chú. Thằng chú rồi. Thì hôm nay coi như là Tâm Ngọc đại diện cho công ty bánh bía Tân Phúc Khánh ở Bến Cát Bình Dương, anh Khải với chị Kiều gửi cho gia đình mình là bánh bía. Anh dùng lấy thảo, bánh này ngon lắm nè nha. Anh cảm ơn anh Khải chị Kiều dùm đi. Cảm ơn đây của anh Khải chị Kiều rồi. Với anh chị có mua nước tương với mì tôm. Dạ. Dùng lấy thảo nha. Dạ, cảm ơn hết. Này quậy hơn phải không? Này nó quậy lắm. Nhỏ nó hiền hơn. Ở đây bác lấy cái cửa đó bắn nó lại chứ đâu có để nó chạy ra ngoài không, ra đường không à. Mở mở ra chứ cắn tấn tối nhà chứ không có. Thôi anh chị cũng có ăn chút quà gửi cho em để mua sữa cho hai đứa nó nha. Dạ, anh chị. Một. Dạ, cũng cảm ơn. Hai. Ba triệu, thì gửi em 3 triệu ha. Dạ, em cũng cảm ơn anh chị nhiều. Rồi thôi. Dạ, trước mắt thì giờ em cũng lo sữa tiền ấy cho. Dạ, chú cháu đây cũng kiếm công chuyện em làm thôi chứ đâu có. Nói chung là cũng thời gian. Lúc này đang khó khăn nhất rồi. Thôi anh chị cũng mong qua cái clip của Phong Nguyễn đưa lên này, bà ngoại hay là hoặc mẹ của hai đứa nó xem được và động lòng sẽ giúp em quay trở về với em để lo cho con mình nó lớn lớn đi rồi nó lớn đi rồi mình muốn tính gì mình tính. Dạ. Chuyện là chuyện riêng anh chị không có nói sâu vô ha. Dạ nó đừng có nói gì với anh. Thôi em cũng ráng nha, cố gắng đi. Bao giờ cái này là cũng mày muốn, không ai muốn vậy. Nhưng mà giờ lỡ vợ bỏ đi rồi biết tìm đâu. Thì mong là bà con cô bác coi được cái clip của Phong Nguyễn, thì thấy em đâu thì cũng động viên em về giùm để lo cho con. Chồng thì thôi giờ miễn bàn đi, lớn rồi không nấu, giờ mình cái chính là mình lo cho con mình đi. Thì chị cũng cầu mong vậy thôi.
Bây giờ biết nói sao giờ, hết nấu nẩu rồi, nhỏ xíu, mới 4 tháng mà nở lòng nào mà đi mà không có một chút xíu nào mà dương dấn luôn mà biết làm sao giờ. Rồi thôi chào con giả thì mất, con giả thì chào. Tâm Ngọc cũng hai mặt gia đình cũng xin chúc tất cả các khán giả cũng như Mạnh Thường Quân kênh Phong Nguyễn được dồi dào sức khỏe nha, làm ăn phát tài phát đạt, để có điều kiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam mình. Xin chào bà con cô bác. Dạ, xin cảm ơn, xin chào bà con ạ.